Được phát hiện từ đầu những năm 1970, sau gần nửa thế kỷ chìm vào quên lãng, gần đây danh tiếng cũng như giá trị của sâm ngọc linh đã được khẳng định cả trong và ngoài nước, để bây giờ loại sản phẩm đặc hữu này đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển vượt bậc với một tầm vóc và vị thế ở tầm quốc gia. Sâm ngọc linh và các loại cây dược liệu nói chung là một kho tàng vô giá, không chỉ góp phần xóa đói giảm nghèo mà còn có thể giúp làm giàu nếu biết tổ chức sản xuất và quản lý tốt. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc từng khẳng định như vậy về tiềm năng to lớn của ngành dược liệu Việt Nam. Trên tinh thần đó, cả hệ thống chính trị ở tỉnh Kon Tum đã nhanh chóng bắt tay vào cuộc với quyết tâm chính trị cao nhất, được cụ thể hóa bằng những nghị quyết và chính sách đặc thù dành cho người dân và doanh nghiệp trong lĩnh vực dược liệu. Nằm về phía cực bắc Tây Nguyên, tỉnh Kon Tum có đặc trưng khí hậu, thổ nhưỡng và điều kiện tự nhiên rất phù hợp với các loại cây dược liệu, và đặc biệt là sâm ngọc linh. Địa phương đã xác định đây sẽ là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo nên bước đột phá mạnh mẽ đối với kinh tế xã hội tỉnh nhà trong tương lai gần. Theo như chỉ dẫn địa lý mới nhất, việc mở rộng diện tích trồng sâm đang rất thuận lợi, có thể lên đến cả chục ngàn hecta, trải dài trên địa bàn hơn 16 xã, đa phần thuộc các huyện Tumorong, Đắk Lây của tỉnh Kon Tum và huyện Nam Trà My của tỉnh Quảng Nam. Đây chính là cơ hội tốt để tạo ra vùng nguyên liệu lớn, dần hình thành chuỗi sản xuất, chế biến và kinh doanh các sản phẩm từ sâm ngọc linh. Trước mắt, có thể nói, tiềm năng hiếm có của sâm ngọc linh đã dần được đánh thức. Những cơ hội mới cũng đã được mở ra. Song bên cạnh đó, cũng có không ít vấn đề và thử thách cần được giải quyết nhằm tạo đà phát triển để sâm ngọc linh từng bước khẳng định được vị thế của một sản phẩm quốc gia và sớm trở thành một thương hiệu mạnh của quốc gia như kỳ vọng. Theo đó, từ chỗ được trồng phân tán trong dân, bây giờ sâm ngọc linh đã được biết đến rộng rãi hơn cả trong và ngoài nước. Hiện đã có cả chục doanh nghiệp đã và đang thực hiện dự án đầu tư trồng sâm ngọc linh. Tổng diện tích đăng ký đã lên đến hàng ngàn hecta trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Đáng mừng hơn cả là hiện nay ý thức của người dân đã thay đổi rõ rệt. Họ đã nhận thức rất rõ là bằng mọi giá phải giữ rừng để trồng sâm. Theo đó, nếu như trước đây chỉ có khoảng vài chục hộ trồng lác đác vài hecta sâm ngọc linh, thì đến nay đã có hàng trăm hecta được trồng thành công. Trên đà phát triển đó, đến tháng 6 năm 2017, sâm ngọc linh chính thức được Thủ tướng Chính phủ công nhận là sản phẩm quốc gia, kèm theo đó là những cơ chế chính sách đặc thù dành cho loại cây này. Có thể nói, đây chính là sự ghi nhận xứng đáng để sản phẩm có tiềm năng cực lớn về kinh tế và y học này tiếp tục bước vào chu kỳ mới, hướng đến xây dựng sâm ngọc linh thành thương hiệu quốc gia như định hướng và kỳ vọng của Thủ tướng Chính phủ. Trước mắt, giá trị sâm ngọc linh trên thị trường cũng đã tăng lên đáng kể. Cách đây vài năm, mỗi kg sâm tươi chỉ có giá trị khoảng chừng 10 đến 15 triệu đồng, thì nay giá thấp nhất cũng lên đến 60 triệu đồng. Điều này đã khẳng định được tiềm năng kinh tế to lớn của sâm ngọc linh, có thể đạt đến giá trị trên 60 tỷ đồng trên mỗi hecta. Trên địa bàn tỉnh Kon Tum, hiện có hai đơn vị đang quản lý, bảo tồn và nhân giống sâm ngọc linh gốc là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Đắc Tô và công ty cổ phần sâm ngọc linh Kon Tum. Tổng diện tích gần 500 hecta. Từ khoảng 5 năm nay, hơn 400 hộ dân ở các xã Măng Ri, Tê Sang, Ngọc Lây đã bắt tay liên kết
trồng sâm với công ty cổ phần sâm Ngọc Linh Kon Tum. Doanh nghiệp đang có trên 470 hectare sâm gốc được trồng từ 20 năm nay, nhưng chưa kinh doanh, mà chủ yếu tập trung vào việc nhân giống, mở rộng diện tích. Theo đó, bà con vừa là công nhân, được nhận lương tháng bình quân hơn 3 triệu đồng mỗi người để đảm bảo đời sống, lại được doanh nghiệp cung cấp giống để trồng theo nhóm hộ gia đình. Sau gần 5 năm thực hiện, bây giờ hàng chục hecta sâm của người dân cũng đã bắt đầu cho hạt giống, có thể tiếp tục trồng với số lượng tăng dần theo cấp số nhân. Với hàng chục ngàn hecta rừng nguyên sinh đã quy hoạch, lại ý thức được tầm quan trọng của việc bảo tồn và mở rộng diện tích, nên mặc dù sâm đã đến kỳ khai thác, bà con vẫn giữ lại làm giống chứ chưa khai thác kinh doanh sâm củ như nhiều nơi khác. Công ty giúp đỡ cho gạo cơm ăn thì một năm thì công ty đưa cho bên công nhân là 100 gốc, đến hiện nay gia đình tôi thì có 1.000 gốc sâm thì có hạt này cho gia đình đấy, sau này thì phát triển. Anh em công nhân trong này cũng có hết, cũng người đi trước thì được nhiều, người đi sau thì ít hơn, nó cứ theo từng năm mình làm thôi. Đó, tôi anh em cũng trồng nhiều, cũng trồng chung hết một chỗ, cũng như là để mình quản lý chung hết một khu vực riêng của công nhân đó. Cây xong đó sau này gia đình ví dụ là nó có trái có ái rồi, gia đình ươm thêm, mình mở thêm phân diện tích lên thì gia đình nó có được một cái điều kiện làm ăn hơn. Sở dĩ người dân có ý thức như vậy là nhờ họ đã có thu nhập ổn định, đảm bảo được đời sống khi tham gia liên kết trồng sâm cùng doanh nghiệp. Nhờ đó, việc triển khai trồng sâm Ngọc Linh theo nhóm hộ sẽ đảm bảo được hai yếu tố. Thứ nhất là hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng các cá nhân tự ý khai thác sâm khi chưa có ý kiến của tập thể. Thứ hai là ngăn chặn được tình trạng xâm nhập của các loại giống không rõ nguồn gốc. Những vấn đề này đang được thực hiện rất chặt chẽ nhằm tránh tình trạng giống sâm giả len lỏi vào. Trước mắt sẽ phá vỡ vùng sâm gốc và lâu dài là ảnh hưởng nghiêm trọng đến một sản phẩm quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận. Bằng cách làm như vậy, vài năm trở lại đây, diện tích sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã phát triển vượt bậc. Cùng với đó, đời sống của hàng trăm hộ dân được đảm bảo, trong khi hàng ngàn hecta rừng nguyên sinh được bảo vệ nghiêm ngặt. Bằng chứng là trong nhiều năm trở lại đây, trên địa bàn các địa phương có sâm, không hề có bất kỳ vụ phá rừng nào xảy ra. Đơn giản là bà con đang quyết tâm bằng mọi giá phải giữ rừng để trồng sâm. Theo đà này, dự kiến trong vòng 2 năm đến, sẽ có tổng cộng trên 1.000 hộ dân liên kết trồng sâm cùng công ty cổ phần sâm Ngọc Linh Kon Tum, với diện tích sẽ nhanh chóng tăng lên gấp bội. Đối với cây sâm Ngọc Linh á, nếu mà dân á là mà phát nương làm rẫy thì nó không thể là phát triển được cây sâm. Yêu cầu của cây sâm á là phải là rừng già, rừng tự nhiên, phải có rừng đẹp ở ngoài nó dày thì nó mới có khí hào lạn thì nó mới chịu đối với cây sâm Ngọc Linh. Người dân có thể yên tâm giữ rừng để trồng sâm bởi hiện đang có khá nhiều loại cây dược liệu khác có thể giúp họ giải quyết đời sống. Hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã có hàng trăm hecta hồng đẳng sâm, đương quy, ngũ vị tử, sơn tra được người dân trồng thành công trải dài trên địa bàn các huyện Tumurong, Đắk Lây, Kon Plong, Kon Rẫy, vân vân. So với các loại cây trồng truyền thống thì cây dược liệu mang lại thu nhập cao hơn rất nhiều. Trên đà này, tỉnh tiếp tục quy hoạch mở rộng diện tích dược liệu lên đến 100.000 hecta, trong đó riêng vùng sâm Ngọc Linh chiếm khoảng 10.000 hecta. Kèm theo đó là những cơ chế hỗ trợ theo quy định của chính phủ và đặc biệt là những nghị quyết, đề án cũng như chính sách riêng dành cho cây dược liệu. Cụ thể, đó là việc miễn tiền thuê đất, cho vay vốn ưu đãi, hỗ trợ giống và hướng dẫn kỹ thuật, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng cho công nghiệp chế biến dược liệu công nghệ cao, tiếp tục hỗ trợ cơ sở vật chất, kỹ thuật cho công tác quản lý, bảo vệ rừng,
bảo vệ vùng nguyên liệu. Tất cả nhằm tạo điều kiện tốt nhất để đến năm 2020 sẽ đưa vào hoạt động các dự án đầu tư nhà máy chế biến các sản phẩm từ sâm ngọc linh và dược liệu nói chung. Với nền tảng là những lợi thế, tiềm năng đã dần được khẳng định, những ngày đầu tháng 9 năm 2018, tỉnh Kon Tum vinh dự đón Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và chỉ đạo hội nghị đầu tư phát triển sâm ngọc linh và các loại dược liệu khác. Trước hội nghị, Thủ tướng đã đích thân vào thăm và kiểm tra kết quả bảo tồn vườn sâm gốc được tỉnh ủy thác cho hai doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Đắc Tô và công ty cổ phần sâm ngọc linh Kon Tum thực hiện từ gần 20 năm nay. Đây cũng là những doanh nghiệp duy nhất được cấp giấy chứng nhận nguồn gốc sâm ngọc linh trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ cũng đã tham dự lễ khánh thành trung tâm nghiên cứu sâm ngọc linh được xây dựng tại huyện Đắc Tô. Ngay trước thềm hội nghị đầu tư phát triển sâm ngọc linh và các dược liệu khác, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã long trọng tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, trao chủ trương khảo sát tìm hiểu cơ hội đầu tư, trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và chứng kiến việc ký kết tài trợ tín dụng cho hàng loạt các doanh nghiệp và viện nghiên cứu trong lĩnh vực dược liệu đến từ trong và ngoài nước, đặc biệt là các doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc và các doanh nghiệp lớn của Việt Nam như tập đoàn Vingroup và công ty cổ phần Vevina. Dự kiến tổng mức đầu tư vào lĩnh vực dược liệu lên đến trên 10.000 tỷ đồng. Riêng với sâm ngọc linh, trong thời gian đến, doanh nghiệp sẽ tiến hành xây dựng nhà máy chế biến sâu các sản phẩm theo chuỗi giá trị, đặc biệt tập trung vào dược phẩm và các loại thực phẩm chức năng có tổng giá trị ước tính lên đến hàng tỷ USD. Cụ thể, hiện nay, doanh nghiệp đang hợp tác cùng các nhà khoa học trong và ngoài nước để chuẩn bị sản xuất chuỗi sản phẩm từ sâm mang thương hiệu K5 Sâm Ngọc Linh Kon Tum. Với tiềm năng đã được khẳng định, có thể nói cơ hội thành công đang ở ngay trước mắt. Để sâm ngọc linh có thể sánh ngang với những sản phẩm chủ lực của quốc gia như lúa gạo, cà phê, cao su, trong khi không cần huy động sự tham gia của một lượng nhân lực lên đến hàng chục triệu người như các sản phẩm vừa nêu. Vì vậy, sâm ngọc linh đang rất cần đến những cơ chế hỗ trợ đặc biệt mang tính đặc thù riêng biệt từ chính phủ. Khi đó, các sản phẩm từ sâm sẽ vừa mang lại giá trị kinh tế cao, vừa có giá cả hợp lý để hàng triệu người dân Việt Nam ai cũng có điều kiện tiếp cận với loại sản phẩm quý hiếm này. Lâu nay, với những địa phương có rừng, việc phát triển kinh tế như thế nào để không mâu thuẫn, thậm chí phải đánh đổi môi trường là một bài toán khó. Tuy nhiên, với loại cây dược liệu, nhất là sâm ngọc linh, có thể nói tỉnh Kon Tum đã tìm ra được một giải pháp hết sức quý báu, tạo nên bước đột phá trên đường phát triển, không chỉ giúp dân xóa nghèo mà còn làm giàu chính đáng, trong khi vẫn giữ được rừng và đa dạng sinh học. Quan trọng hơn là nếu phát triển đúng lộ trình, kèm theo những chính sách và giải pháp quản lý phù hợp, các loại cây dược liệu, đặc biệt là sâm ngọc linh trên địa bàn tỉnh Kon Tum sẽ sớm bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, phát huy được những tiềm năng thế mạnh vốn có, xứng đáng với sự kỳ vọng về một sản phẩm quốc gia có thương hiệu mạnh trên toàn thế giới.